binh lính sử dụng vì vấn đề bảo mật theo hải quân hoa kỳ ứng dụng mạng xã hội có nguồn gốc trung quốc này có thể gây ra những nguy cơ về an ninh đối với quân đội mỹ chính vì lý do đó những binh sĩ có điện thoại cài đặt ứng dụng tiktok sẽ không được phép truy nhập vào mạng nội bộ của hải quân nước này tuy vậy hải quân mỹ không nêu ra các mối đe dọa cụ thể mà ứng dụng chia sẻ video tiktok có thể mang đến theo trung tá uriah deser người phát ngôn của lầu nam góc lệnh cấm được hải quân mỹ đưa ra là một phần trong những nỗ lực nhằm giải quyết các mối đe dọa hiện có và đang nổi lên trên môi trường mạng TikTok là mạng chia sẻ video ngắn khá phổ biến trong giới trẻ. Mạng xã hội này được ra mắt năm 2017 và thuộc sở hữu của công ty ByteDance, Trung Quốc. TikTok là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất ở Mỹ vào tháng 10 năm 2018 và trở thành ứng dụng Trung Quốc đầu tiên đạt được điều này. Trước sự phát triển nóng của TikTok, một số thượng nghị sĩ đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an ninh khi nó được sử dụng bởi các binh sĩ trong quân đội. Mặc dù vậy, các ứng dụng và mạng xã hội phổ biến khác đều có thể được sử dụng bởi binh sĩ nước này.